Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn tiếp tục đến với những thông tin mới nhất trong bản tin sáng ngày hôm nay, 29 tháng 4. Như vậy là ngày hôm qua đã xác định được nhà vô địch Futsal châu Á 2024, đó chính là đội tuyển Futsal Iran, sau khi đội bóng này đã có chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Futsal Thái Lan. Mặc dù để tuột chức vô địch trên sân nhà, tuy nhiên Futsal Thái Lan với việc giành ngôi Á quân cũng có vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2024 được tổ chức ở Uzbekistan. Thời gian qua, sau khi phải dừng các giải vô địch quốc gia cũng như là cúp quốc gia, bóng đá Việt Nam đã quay trở lại vào trận đấu mở màn của cúp quốc gia ở vòng tứ kết. Ngày hôm qua thì Hà Nội FC đã có trận thắng 2-1. Hai bàn thắng của đội bóng thủ đô được ghi bởi Hai Long, giúp cho đội bóng này tiến vào bán kết cúp quốc gia 2024. Trong khi đó thì bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Đà Nẵng được ghi bởi trung vệ Liễu Quang Vinh. Ngày hôm nay vòng tứ kết tiếp tục lại diễn ra một trận đấu duy nhất vào khung giờ 18 giờ, đó là trận đấu Thanh Hóa tiếp đón Hải Phòng. Ngày mai 30 tháng 4 là trận đấu rất đáng chú ý diễn ra vào khung giờ 18 giờ giữa Nam Định gặp Bình Dương, và đến ngày 1 tháng 5 vào khung giờ 19:15 thì Viettel sẽ tiếp đón PPF Công an dân. Ở vòng tứ kết này thì Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp Bình Dương trên sân nhà của mình. Đội khách là câu lạc bộ hiếm hoi có thể giành chiến thắng trước đội bóng Thành Nam cho đến thời điểm này của một giải. Cụ thể là ở V-League, hai đội góp mặt ở cuộc đua đến chức vô địch. Ở sân chơi Cúp Quốc gia Casper thì hai đội tiếp tục lại có cuộc đọ sức trực tiếp cho một vé vào vòng bán kết. Đội nào giành chiến thắng sẽ là câu hỏi khó, dù Thép Xanh Nam Định đang nhỉnh hơn về mặt thực lượng, nhưng Bình Dương không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt nếu họ đá đúng sức. Một điểm đáng chú ý ở trận đấu này đó là có sự xuất hiện của VAR. VAR đã dần quen thuộc nhiều trận tại V-League, hỗ trợ cho trọng tài có những quyết định chính xác đem đến sự công bằng cho giải đấu. Để tăng thêm số lượng các trận đấu được áp dụng VAR, tạo cơ hội cho các trọng tài VAR được trau dồi, rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm, từ đó có thể nhanh chóng làm chủ công nghệ, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của giải đấu. Công ty PPF đã hoàn tất các thủ tục xin phép và chính thức được FIFA phê duyệt cho phép áp dụng VAR tại một số trận đấu ở Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Và đây chính là tín hiệu tích cực, hứa hẹn sẽ đem đến trận đấu chất lượng cho Cúp Quốc gia của mùa giải năm nay. Bên cạnh trận đấu hấp dẫn giữa đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định và đội khách Bình Dương, còn có một trận đấu khác như đã chuyển đến các bạn, đó là trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ giữa Đồng Á Thanh Hóa và Hải Phòng. Đây thực sự là một trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính. Nếu như ở tại đấu trường V-League, Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi sau hàng loạt trận đấu toàn thua và hòa. Cụ thể thì đội bóng xứ Thanh đã thua 3 trên 4 trận đấu gần đây và đương nhiên họ bị bật khỏi top 3. Tuy nhiên tại đấu trường Cúp Quốc gia, Thanh Hóa vẫn là cái tên đáng gờm. Thời gian qua thì tranh thủ quãng nghỉ cho U23 Việt Nam thi đấu ở giải châu lục thì Thanh Hóa đã di chuyển ra Hà Nội tập huấn 2 tuần, và đây chính là quãng thời gian vàng để cho các học trò của ông Popov chỉnh đốn lại đội hình cũng như là mài giũa về mặt chiến thuật. Thanh Hóa có chất lượng đội hình là tương đối ổn, và điều cần thiết với họ vào lúc này là nhìn nhận một cách nghiêm túc những trận thua vừa qua để tránh những sai lầm khi mùa giải năm nay chuẩn bị bước đến giai đoạn thi đấu dồn dập đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trong khi đó, Hải Phòng dù mới thắng chính Thanh Hóa ở đấu trường V-League nhưng cũng cần nhớ rằng là khi về tại sân nhà của mình, Thanh Hóa là rất đáng gờm. Chất lượng đội hình của Hải Phòng không còn có sự đồng đều như ở mùa giải năm ngoái. Bên cạnh đó, tiền đạo Lucao đã đánh mất phong độ, bản năng ghi bàn nên sẽ rất khó cho Hải Phòng trong việc ghi bàn thắng vào lưới của đối thủ. Cả hai đội bóng đều không có ca chấn thương nào, và đặc biệt đây là cặp đấu giữa hai đại diện của V-League nên Thanh Hóa và Hải Phòng đều được sử dụng ngoại binh. Ngày 28 tháng 4, tiền vệ Thái Sơn đã về hội quân với Thanh Hóa sau khi kết thúc hành trình thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á nên đã sẵn sàng ra sân thi đấu ngay. Thanh Hóa là đương kim vô địch Cúp Quốc gia nên đương nhiên họ được đánh giá là cao hơn so với đội khách Hải Phòng. Đội bóng này rất muốn bảo vệ danh hiệu vô địch và sẽ không ngạc nhiên khi ông Popov bố trí đội hình mạnh nhất ra sân thi đấu. Hơn nữa, Thanh Hóa thường là rất mạnh khi đá tại sân nhà, mà điển hình là trận lượt đi ở V-League năm nay, Thanh Hóa đã thắng Hải Phòng với tỷ số 3-2. Được đá tại sân nhà và nhỉnh hơn đối thủ về nền tảng thể lực trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại miền Bắc như những ngày vừa qua, Thanh Hóa
được hứa hẹn là phát huy được sở trường của mình để thắng Hải Phòng ở trận đấu tới đây, qua đó có tấm vé vào vòng bán kết, mở cửa thêm cơ hội để có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch họ đã giành được ở mùa giải trước. Ở trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết này là cuộc so tài giữa Thể Công Viettel và PPF Công an Nhân dân. Trận đấu này sẽ không có ngoại binh do câu lạc bộ PPF Công an Nhân dân đang chơi ở dạng nhất quốc gia bia sao vàng. Hai đội này đều sở hữu loạt đào tạo chất lượng hàng đầu của Việt Nam hiện nay và đây là cuộc chạm trán hứa hẹn đem đến nhiều sự thú vị đáng chờ đợi. Cúp quốc gia 2023-2024 được xem là màn khởi động cho các đội tại V-League và hạng nhất trước khi giải quay trở lại, nhưng nó hơn cả là thước đo cho tham vọng của các câu lạc bộ ở cuộc đua tranh về thành tích. Ở tại đấu trường V-League thì hầu hết các tên tuổi đều có mặt ở vòng tứ kết như đã nói ở trên, bao gồm Nam Định, Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Thể Công Viettel. Trong lúc hạng nhất là hai câu lạc bộ đang đứng đầu giải này, bao gồm Đà Nẵng và PPF Công an Nhân dân cũng có mặt ở vòng tứ kết. Tuy nhiên thì Đà Nẵng đã bị Hà Nội FC loại như đã nói ở trên khỏi vòng tứ kết. Cần phải nói rõ là trong 6 đội tại V-League có mặt ở vòng tứ kết, ngoài Nam Định, Bình Dương và Thanh Hóa đang nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Ba cái tên còn lại là Hà Nội FC, Hải Phòng, Thể Công Viettel hiện đang có thành tích là không quá tốt thời gian qua. Vì thế mà cúp quốc gia chính là cơ hội để cho những cái tên này có thể đua tranh thành tích trong một mùa giải họ không quá nổi trội ở đấu trường chính. Sở dĩ nó như vậy vì ở vào đến vòng tứ kết, tức là chỉ còn cách trận chung kết 2 trận đấu, nên đây là cơ hội để cho các đội bóng thể hiện tham vọng hòng để có thể giành lấy thành tích ở mùa giải năm nay. Ngoài các đội tại V-League, Đà Nẵng và PPF Công an Nhân dân là hai cái tên đang thi đấu hạng nhất, nhưng thực sự các câu lạc bộ hạng nhất không được đánh giá quá cao do lực lượng không mạnh bằng những đối thủ đang chơi ở V-League. Tuy nhiên thì cúp quốc gia 2023 vừa qua, PPF Công an Nhân dân là đội bóng hạng nhất có mặt ở vòng bán kết sau khi thắng Hoàng Anh Gia Lai 5-4 ở loạt sút đơn lưu do hòa một đều ở hai hiệp chính. Đến bán kết, đội bóng hạng nhất đã thua Thanh Hóa 1-4 đành chấp nhận giành chiếc huy chương đồng. Do đó mà hai đội bóng hạng nhất ở giải này hiện bây giờ chỉ còn một đội là PPF Công an Nhân dân. Có làm được điều bất ngờ hay không? Có lẽ thì chúng ta cũng phải chờ xem. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.